Mời vô. Anh ơi. Tôi mời mấy anh ha. Anh chúc sức khỏe mấy anh. Để em quay cho đẹp đó. Chị Diễm vô kìa. À, đầy đủ hello chị. Chè nữa nè. Đủ món chị. Và ngày mai các mình sẽ hát chương trình quyên góp từ thiện cho một em hai mẹ con bán vé số đó ngày rồi mà hôm ngày mai là ngày 26 tháng 10 cả nhà. Quyên góp cũng được gần 200 triệu rồi. Các anh chị ở đây và mong rằng là ngày 2 tháng 11 của mình sẽ làm một đêm nhạc quyên góp tại thành phố Hồ Chí Minh nữa. Đêm nhạc ở Hồ Việt Trung nè, Diễm Thùy nè, Giáng Tiên nè, Trường Sơn nè, Khánh Bình nè. Thì quên là xe ca chương tiền nè, Khương Vi Vũ nè, Hồng Phượng nè, sẽ là một đêm nhạc đó và các mạnh thường quân cùng ủng hộ, mong là sẽ được hơn 200 triệu để em Phương sẽ thay thận hai mẹ con bán số. Cho mình rất là vui là các anh chị thương Khánh Bình và ủng hộ rất là nhiều. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ. Em nghe một vòng. Nghe một vòng cho cái nhà xem. Đầy đủ hết trơn á. À. Phòng karaoke nè, đầy đủ. Cả nhà xin chào cả nhà nha, xin chào.